Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ Tư 26 tháng 6 năm 2024. Kính mời quý vị nghe một câu chuyện trong ngày với chủ đề Nếu Donald Trump đắc cử, tình hình Ukraine có thể sẽ không thuận lợi cho chính phủ Kiev. Thưa quý vị, tin của báo The Diplomat và của Ban Việt ngữ đài VOA cho biết, hai cố vấn chủ chốt của ông Donald Trump đã trình bày với ông Trump về một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine nếu như ông Trump đắc cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Các điểm cốt lõi của kế hoạch này đã được nêu trong một tài liệu nghiên cứu do Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một tổ chức nghiên cứu thân với ông Donald Trump, do hai ông Kate Kenlock và ông Fred Fries lãnh đạo. Ông Kenlock và ông Fries, cả hai đều từng là thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Trump lúc ông Trump làm Tổng thống. Theo kế hoạch do hai ông này công bố, thì sẽ có một lệnh ngừng bắn dựa trên các chiến tuyến hiện thời trong các cuộc đàm phán hòa bình. Kế hoạch này bao gồm việc ông Trump sẽ nói với chính phủ Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận được thêm viện trợ của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí, cựu Trung tướng Kate Kellogg, một trong những cố vấn an ninh quốc gia thời ông Trump làm Tổng thống, cho biết chính phủ Trump nếu đắc cử cũng sẽ cảnh cáo Vladimir Putin rằng bất kỳ sự từ chối đàm phán nào cũng sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường trợ giúp cho Ukraine. Bản tin của Ban Việt ngữ đài VOA trích lời ông Fraser cho biết, ông đã trình bày chiến lược của mình với ông Trump và cựu Tổng thống đã trả lời một cách tích cực. Ông Fraser không khẳng định rằng ông Trump đã đồng ý với kế hoạch hay là ông Trump đồng ý với từng từ ngữ trong bản kế hoạch. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Trump là Stephen Cheung nói rằng chỉ những tuyên bố của ông Trump hoặc các viên chức được ủy nhiệm trong chiến dịch tranh cử của ông Trump thì mới được coi là những tuyên bố chính thức. Ông Steve và Cheung cũng còn nói, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nếu ông đắc cử sẽ là nhanh chóng đàm phán để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Chiến lược do ông Kellogg và ông Fraser vạch ra là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay của các cộng sự viên của ông Trump. Ông Trump từng nói rằng ông có thể nhanh chóng giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ nếu ông đắc cử vào tháng 11 sắp tới. Nhưng ông không cho biết chi tiết cụ thể làm cách nào để giải quyết cuộc chiến nhanh chóng đến như thế. Bản kế hoạch của hai ông Kellogg và ông Fraser sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường của Mỹ trong cuộc chiến tại Ukraine và chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối của các đồng minh châu Âu và nhất là của khối NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, cũng như là sự phản đối ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa của ông Trump. Tin của báo The Diplomat cho biết phản ứng của Nga đối với kế hoạch này ra sao. Phát ngôn viên của Vladimir Putin nói rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền của ông Trump đề nghị trong tương lai nếu ông Trump đắc cử sẽ phải phản ảnh tình hình thực tế tại chiến trường. Nhưng ông Putin sẽ vẫn để ngỏ triển vọng đàm phán, trong khi Bộ Ngoại giao Ukraine không trả lời yêu cầu bình luận về kế hoạch này. Ông Kenlock cho rằng điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán nếu ông Trump đắc cử. Ông Kenlock nhấn mạnh rằng chúng tôi, tức là về phía chính phủ mới của ông Trump nếu ông đắc cử đó, chúng tôi sẽ nói với người Ukraine rằng các bạn phải đến bàn đàm phán và nếu các bạn không đến đàm phán, sự giúp đỡ của Hoa Kỳ sẽ cạn kiệt. Và chúng tôi cũng sẽ nói với Putin, ông ấy phải đến bàn đàm phán. Nếu ông ta không đến bàn đàm phán thì chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine mọi thứ để họ có thể tiêu diệt Putin. Theo nghiên cứu của bản kế hoạch này, chính quyền Nga của Putin cũng sẽ bị thuyết phục phải ngồi vào bàn đàm phán với lời hứa là Mỹ sẽ trì hoãn tư cách thành viên NATO cho Ukraine trong một thời gian dài. Chúng ta biết là hiện nay Ukraine đang được Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cứu xét để có thể chấp nhận cho Ukraine trở thành một thành viên thường trực của NATO. Ông Fraser còn cho biết Ukraine không cần phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Tuy nhiên, theo ông Fraser, thì Ukraine khó có thể lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình trong thời gian tới. Ông Kellogg và ông Fraser còn nói thêm,
một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine sẽ đòi hỏi những bảo đảm an ninh bổ sung cho Ukraine. Ông Fraser nói thêm rằng, trang bị tận răng cho Ukraine có thể là yếu tố then chốt của mục tiêu để có một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine. Phản ứng đối với kế hoạch của ban tham mưu của ông Trump, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden là James Singer nói rằng, ông Trump không quan tâm đến việc đứng lên chống lại Vladimir Putin hay là quan tâm đến việc bảo vệ nền dân chủ trên thế giới. Thưa quý độc giả, đọc bản tin của báo The Diplomat và bản tin của Ban Việt ngữ Đài VOA, cá nhân tôi chợt liên tưởng đến tình hình miền Nam Việt Nam thời 1973. Lúc bây giờ, đồng minh Hoa Kỳ ép Việt Nam Cộng Hòa ký bản Hiệp định Paris, mà bất chấp bản hiệp định này tiềm ẩn những nguy cơ dẫn tới việc Cộng sản Bắc Việt sẽ có lợi thế để chiếm toàn bộ miền Nam. Tại sao Mỹ lại hành xử với đồng minh như thế? Lúc bây giờ, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa, đang muốn thắng cử nhiệm kỳ thứ hai, và ông Nixon cam kết với dân chúng Mỹ là sẽ rút quân Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam trong hòa bình và danh dự. Năm 1973, ông Hoàng Đức Nhã là bí thư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và sau đó là Tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính ông Hoàng Đức Nhã đã đối đầu với Henry Kissinger là cố vấn của ông Nixon trong suốt thời gian thương thuyết bản hiệp định. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chúng tôi ngay tại nhà ông ở Chicago, tiểu bang Illinois, cách đây 3 tháng, tức là giữa tháng 3 vừa qua, ông Hoàng Đức Nhã đã nói về những kinh nghiệm cay đắng của ông khi phải đối đầu với đồng minh Hoa Kỳ. Sau đây là cuộc phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa ông Hoàng Đức Nhã, vào những năm 70-72 đó, báo chí Sài Gòn họ đề cập tới vai trò của ông. Nhất là cái câu nói mà được xem nổi danh nhất đó, là trong một cuộc họp với ông Henry Kissinger là cố vấn của Tổng thống Mỹ Richard Nixon lúc bây giờ. Ông đã dùng một chữ mà báo chí nói rằng ông gần như là tạt vào mặt Henry Kissinger cái chữ no. Họ còn bảo là ông spell lại nữa, bảo no, it means N-O. Ông có thể cho biết cái bối cảnh xảy ra cái chuyện đó như thế nào? Thật ra đó, cái chuyện đó nó xảy ra trong cái thời điểm những ngày cuối tháng 10 năm 1972. Khi ông Kissinger sau khi đã thương lượng với Lê Đức Thọ tại Paris để gọi là có thể nói là ký thảo một cái dự thảo hiệp định rất là tai hại mà Việt Nam Cộng Hòa khám phá sau đó là rất tai hại, nhưng ông ta nghĩa là quá tự tin nơi cái sức mạnh của Hoa Kỳ sẽ ép được ông Tổng thống Thiệu ký. Thì trong cái gọi là cái hoàn cảnh đó, Tổng thống Thiệu cũng như là mấy thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia trong hai ngày đầu nhưng hai ngày sau là chỉ bên phía Việt Nam Cộng Hòa mình chỉ có Tổng thống và tôi, bên phía Hoa Kỳ là ông Kissinger và ông Đại sứ Bunker. Thì cứ lặp đi lặp lại nói tại sao mấy ông không chịu ký, ông chúng tôi Hoa Kỳ muốn tạo một cái nền tảng để tiếp tục yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa giữ vững độc lập rồi vân 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 vân. Thì ông Tổng thống rồi tôi cứ nói xin ông trình lại cho ông Tổng thống Nixon là từ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đến Tổng thống Hoa Kỳ rằng những bản dự thảo này là một cái, nếu mà ký thì đó là một cái sự đầu hàng của cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam miền Nam từ có thể nói là từ 1954. Lúc đó là mình có tôi nghĩa là liệt kê những cái điểm đó, thành thử ra chúng tôi sẽ không ký. Rồi ông Kissinger cái tiếp tại sao ông ký, đây là một cái bản nghĩa là rất thuận lợi, có nhiều điều khoản, ông Thiệu không có phải ra đi, không phải từ chức. Thì Tổng thống nói cái vấn đề tôi ra đi hay là tôi phải từ chức không nên đặt ở đây. Cái sự hiện diện của tôi ra đi hay không tùy theo Việt Nam Cộng Hòa có được một cái nền hòa bình vĩnh cửu mà đáp được cái nguyện vọng của quân dân kháng chiến miền Nam Việt Nam. Thành thứ ra tôi xin khắc khẳng định với ông là chúng tôi không ký. Thì lúc đó tôi dịch lại Mr. Kissinger,
it's no. And a no is a no. Chứ không phải là tôi đánh vần cái chữ and, tôi nhấn mạnh a no is a no. Thế là lúc đó ông rất là cổ kính và bực bội. Cái điểm nào trong cái bản nháp của Hiệp định Paris đó và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cá nhân ông hoàn toàn chống, không thể chấp nhận được? Có rất nhiều, nhưng mà cái mà có thể nói là sống chết ấy, là cái điều khoản Bắc Việt ghi vào trong đó là miền Nam Việt Nam Cộng Hòa sẽ có một cơ cấu chính quyền gọi là Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải Dân tộc. Thì người Mỹ trình bày, ông Kissinger trình bày với Tổng thống, với chúng tôi rằng ồ, cái đây chỉ là một cái hội đồng thôi, ở miền Nam của ông có cả chục cái hội đồng. Thì lúc đó tôi đích thân tôi nói xin ông, cái chữ cơ cấu mà phía Bắc Việt dùng đó, là nó có nghĩa là một cái tổ chức từ trên xuống dưới. Tiếng Anh chúng tôi sẽ dạy là structure, chứ không phải là một cái commission hay là một cái council. Điểm thứ nhất, bên phía Cộng sản họ dùng cái dự chính quyền. Chính quyền đây không phải là chính phủ. Chính phủ là lập pháp, chính quyền là gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thành thứ đó, cái mưu đồ của Cộng sản Bắc Việt là thay thế hết cái thể chế Cộng hòa của chúng tôi ở miền Nam bằng một cái tổ chức gọi là Hội đồng Hòa giải Dân tộc, sẽ thay thế hết, bãi bỏ hiến pháp của chúng tôi và đặt để một cái là phương thức cải trị mà nó đi ngược lại. Thì đó là cái nguy hiểm nhất, mà cái điểm đó chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ. Và cũng ở cái điểm đó là tôi nói cái câu mà a no is a no. Cái bản văn tiếng Anh thì họ dịch cái chữ chính quyền và chính phủ như thế nào? Cái phía Hoa Kỳ họ dịch, tôi vừa nói nhé, cơ cấu chính quyền gọi là hội đồng hòa hợp hội dân tộc. Cái bản văn của ông Kissinger đưa mà do những chuyên viên Mỹ gọi là rất thông thạo Việt ngữ, họ dịch là an organization called National Reconciliation and Concord, a commission of National Reconciliation and Concord. Họ lơ, một là họ biết cái chữ cơ cấu chính quyền, nhưng mà họ lơ, họ không dám dịch. Đó, thành thử ra lúc mà chúng tôi nhấn mạnh cái điểm này trước khi chúng tôi đi vào những cái điều khoản khác, ngừng ở đây. Thế là cái bản nháp đó không hề đề cập tới cái chuyện là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải ra đi. Không có. Vâng. Cái đó là những cái buổi thương họp trước đó nhiều, trước đó mấy tháng. Trước khi mà đi tiếp với nội dung buổi họp, chúng ta biết là hồi đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó, về phía hành pháp có Tổng thống, Thủ tướng, các Tổng Bộ trưởng, thì cái công việc mà thương lượng với ông Henry Kissinger và ông Đại sứ Martin lúc bấy giờ mà chỉ có ông với ông Tổng thống Thiệu thôi. Như vậy thì ông Thủ tướng đâu? Ông Ngoại trưởng đâu? Và lúc đó là ông giữ với tính cách là bí thư của Tổng thống hay là Tổng trưởng Dân vận Châu Hội? Để trả lời cái phần cuối cùng, đó, thời điểm đó là cuối tháng 10 1972, lúc đó tôi vẫn còn là bí thư. Tôi đảm nhiệm chức vụ Tổng trưởng Dân vận, sau đó là Dân vận Châu Hội, là tháng Giêng 1973. Điểm thứ gì? Tôi tại sao phiên họp chỉ có một số người giới hạn mà không có Thủ tướng hay là Hội đồng An ninh Quốc gia? Thì trong những cái phần phiên họp trước đó, trước cái ngày tháng 10 đó, thì mỗi lần cái sư qua là lúc nào cũng có thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia. Tôi xin nhắc lại, Hội đồng An ninh Quốc gia là gì? Tổng thống chủ tọa, có sự hiện diện của Phó Tổng thống, Thủ tướng, Tổng trưởng Ngoại giao, Tổng trưởng Quốc phòng là ông Thủ tướng ông Kim Luân, Bộ Quốc phòng, Tổng trưởng Ngoại giao, Tổng trưởng Quốc phòng, Đại tướng, Tổng thống Bộ trưởng, phụ tá của Tổng thống đặc trách ngồi vụ ông Nguyễn Phú Đức, và tôi với tư cách là bí thư của Tổng thống. Thì trước cái ngày tháng 10 đó là lúc nào họp cũng có cái đó. Trong 4 ngày tháng 10 1972 đó, 2 ngày đầu đó, hai ngày đầu là thành viên Hội đồng Quốc gia tham dự. Nhưng cũng lặp đi lặp lại những cái điểm đó,
đến cái giữa ngày thứ hai đó, ông Kissinger ông yêu cầu, ông nói thôi, bây giờ tôi xin có một cuộc họp, có thể nói là giới hạn thôi, để bàn cãi nhanh chóng hơn. À, bên phía chúng tôi, Kissinger, có tôi với ông đại sứ Bunker, chứ không phải Martin, đại sứ Bunker. Xin Tổng thống cho chúng tôi biết người nào sẽ giữ những cái thảo luận là giới hẹp này đó. Tổng thống trả lời ngay, ông Bí thư Hồng Đức Nhã. Thì lúc đó tôi thấy trên mặt ông Kissinger, Dương Bân Cường là sửng sốc, không ngờ rằng ông Tổng thống chỉ định tôi thay vì hoặc là Thủ tướng, hoặc là Tổng trưởng Ngoại giao, hoặc là ông Phụ tá đặc trách Ngoại vụ. Thì đó, lúc đó thì tôi nghĩ ông bên phía Hoa Kỳ bắt đầu chú ý. Tại sao mà cái ông này với cái chức vụ bí thư mà người Mỹ không chả biết cái ông bí thư này làm cái gì, nhưng mà được ông thống chỉ định ngay lập tức để tham dự. Thành thử ra ba ngày cuối cùng của tháng 10 đó là chỉ có 4 người. Rồi chúng tôi bên phía chúng tôi, nghĩa là tổng thống và tôi, sau khi họp ra đó là cho Hội đồng An ninh Quốc gia biết đã thảo luận những cái gì và lập trường của tổng thống, trả lời no hay là yes hay là cái gì đó. Đó thì đó là cái phương thức mà họp. Thành thử ra để trả lời thêm cái câu hỏi của Thái đó, ông tổng thống thì ông có toàn quyền, ông muốn thương thuyết, ông muốn dùng ai thì ông dùng, chứ không có một cái quy luật gì nói bắt buộc phải dùng ông này. Những phiên họp trước mà có sự hiện diện của Hội đồng An ninh Quốc gia thì về phía Mỹ ngoài ông Kissinger đã còn có ai nữa không? Thì thường thường ông đem một cái lô phụ tá của ông ta từ bên Mỹ qua, 3-4 người vậy đó. Rồi ông đại sứ bận cửa, lúc đó có ông phó đại sứ tên gì tôi cũng quên, White House hay cái gì đó. Bên họ rất đông, 6 người, 7 người. Thì lúc đó bên Việt Nam mình, như nãy tôi đếm đấy, cũng 6-7 người rồi. Đó. Nhưng mà mấy cái phiên họp đó, không chỉ có coi như là trao đổi ý kiến về để hai bên thương thuyết với việc bị cộng với lại cộng sản Bắc Việt như thế nào thôi. Nhưng cái ngày 10 đó họ nói là đùng một cái là họ là đưa cái đây này, cái bản thảo mà chúng tôi Hoa Kỳ đã đồng ý với phía Bắc Việt. Thì cái lúc đó hoàn toàn như là những cái gì mà mình bàn với phía Hoa Kỳ mấy tuần mấy tháng trước đó xóa bỏ hoàn toàn, mà họ không cho mình biết trước. Ông Kissinger lúc đó cũng chỉ là cố vấn của ông Nixon thôi, thế thì ông Ngoại trưởng William Roger ở đâu ạ? Không hề tham gia, chỉ nghĩa là tại đó tôi vừa trả lời chứ, ông Tổng thống, ông có toàn quyền thì ông sử dụng cái ông Kissinger với chức vụ là cố vấn an ninh quốc gia. Thì theo cái gồm mấy hành chính của Hoa Kỳ là Tổng thống, rồi cái người mà cố vấn an ninh quốc gia giúp Tổng thống Nixon quyết định. Đó. Ở bên phía Việt Nam mình, ông Tổng thống Thiệu không có một cái ông mà tương đương như ông Kissinger, cái chức vụ cố vấn an ninh quốc gia trong cái tổ chức của Phủ Tổng thống, không có một cái chức vụ nào tên là cố vấn người ngoài, hay là cái người làm việc trong đó là tự cho mình là cố vấn thôi, chứ không có cái chức cố vấn phụ tá thôi. Trước khi mà phái đoàn Mỹ đặt chân tới Sài Gòn đó, thì phía Việt Nam Cộng Hòa có biết là sẽ đối phó với một cái bản nháp của bản hiệp định, có một cái nội dung có, dĩ nhiên có thể không biết hết được, nhưng biết là có một cái bản nháp đó không? Không biết, không biết. Vâng. Thậm chí đến nỗi tưởng rằng kỳ này ông Kissinger qua đây cũng vẫn tiếp tục những cái cuộc bàn thải, nghĩa là về cái về hiệp định, không ngờ là ông ta mà cái đó là một cái gọi là cái quyết định của phía Hoa Kỳ, tưởng là cũng như là đặt phía Việt Nam Cộng Hòa trước một cái sự kiện đã xảy ra rồi, rồi ép Tổng thống được với cái những cái lời hứa là để cho nghe là mình an tâm rồi. Ồ, tôi sẽ gửi máy bay, tàu thủy, rồi súng đạn, rồi mấy anh đừng lo, tôi sẽ giúp, tôi đứng sau lưng mấy anh, rồi nói được ngon lành lắm. Nhưng mà mấy cái đó thì ông Thiệu rất là bình tĩnh, cảm ơn mấy ông, nhưng mà trở về cái bản hiệp định này. Hiệp định đó bị báo chí chỉ trích là một hiệp định Jabel, có đúng không? Cái danh từ Jabel nó không có đúng, không có phải là một cái hiệp định Jabel. Jabel nó dùng cái chữ đó là để nói lên cái tình trạng gọi là đình chiến. Địch quân nắm chỗ này, quốc gia nắm chỗ này đó, thành cái hình thù đó là giống như cái đốm trên cái da beo, thành cái nói da beo là nói về cái tình hình quân sự,
Chứ cái hiệp định không thể nào dùng cái chữ là hiệp định Jebel cả. Tức là mình ngưng bắn tại chỗ đó. Theo một cái điều khoản của hiệp định, sau khi ký là phải ngưng bắn tại chỗ. Thì hình dung như cái gọi là tình trạng chiến trường ở miền Nam đi. Địch quân nó nắm một phần này, mình nắm một phần này, mình nhìn vô mình thấy đớp đớp, ví dụ như mình lấy cái màu đen mình nói đây là của Bắc Việt này, đây là của quốc gia này, thì nó đó là nó gọi là Jebel Leopard, giống như cái dấu trên cái da của con bèo. Chúng tôi biết là ông bắt đầu tham chánh với tư cách bí thư của ông Thiệu vào khoảng đầu thập niên gần cuối thập niên 1970. Như vậy thì sau coi chừng cuối thập niên 70 là ông nói cuối thập niên 70 là 78-79 nè, cuối thập niên 60. Cuối thập niên 60 tức là vào khoảng 67-68 không ạ? Sợ mình nói đúng hơn đó là 68. Giữa 68. Tức là sau trận Mậu Thân. Sau trận Mậu Thân. Trước trận Mậu Thân thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dứt khoát là không bao giờ chấp nhận nói chuyện với cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Như vậy thì có phải là trận Mậu Thân khiến cho Tổng thống Thiệu sau đó phải chấp nhận một cái cuộc hòa đàm bốn bên mà ngồi ngang với mặt trận giải phóng miền Nam không? Không, tôi xin nhắc lại đó là trong cái thời kỳ quân Quảng ấy, dưới cái mà có thể nói là chính phủ do ông thiếu tướng Kỳ làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Quốc gia mà ông Trung tướng Thiệu làm chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Lúc đó Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã tuyên bố tôi sẽ đi mọi nơi gặp bất cứ ai để thảo luận về hòa bình. Thì phía Việt Nam Cộng hòa mình lúc đó cũng nói chúng tôi cũng sẵn sàng. Chúng tôi không công nhận mặt trận giải phóng miền Nam, cái tổ chức gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng chúng tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện với phía bên Cộng sản đi đến một cái giải pháp hòa bình. Thành ra không có bao giờ mà ông Thiệu nói là tôi công nhận, nhưng mà trong cái khuôn khổ hòa bình tôi sẵn sàng tôi nói chuyện với phía bên kia. Với bên kia một bên là từ Bắc Việt tới, một bên là từ trong bưng ở đâu trong miền Nam ra, chúng tôi gọi là cái phía Cộng sản. Thành thử ra sau cái Tết Mậu Thân thì dĩ nhiên là mình là tự tin hơn nữa là mình tiêu diệt được cái Cộng sản, nó thua trong đó. Thành thử ra mà chúng tôi sẽ xác nhận là chúng tôi sẵn sàng ngồi cái bàn tại bàn hội nghị. Nhưng mà khi ngồi bàn hội nghị như vậy, tức là dù không nói ra nhưng mà một cách mặc nhiên là công nhận cái sự hiện diện của mặt trận giải phóng miền Nam và đối thoại với họ. Thì cái đó là một cái thực trạng rồi. Dạ. Thấy không? Mình đối thoại với ăn thua là mình không công nhận họ là đại diện của miền Nam. Mình chỉ nói họ là một phần tay sai của cái quân xâm lăng Bắc Việt. Thì cái lập trường mình là rất rõ. Nhưng họ là thành phần của Bắc Việt thì họ ngồi bàn thì mình cũng ngồi bàn vào bàn cãi. Và trong cái hiệp định mà sau này nói tương lai chính trị của hai miền do nhân dân hai miền quyết định, nó chúng tôi đâu có ngần ngại gì đâu, ký hiệp định xong chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện với bên mặt trận giải phóng cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam để đi đến cái vấn đề tuyển cử. Thì mình nói rất là rõ ràng cái lập trường mình, không có bao giờ mà gọi là nó thôi nếu mình nói mà tôi công nhận ông cái gọi là mặt trận giải phóng thì Bắc Việt nói ok hay đó, ông Bắc Việt ông là chủ mưu, cái này là chỉ tay sai của ông dựng nó lên thôi, chúng tôi nói chuyện. Thành ra mình cái thái độ của mình rất là vững chắc, buộc Hoa Kỳ bắt chấp nhận. Chúng mình không có thể nói là thôi bây giờ ông Việt Nam còn họ nói chuyện với ông mặt trận giải phóng nào không. Thưa với ông, trong cái bản hiệp định Paris đó, khi mà họ đề cập đến ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam thì họ dùng cái chữ ba quốc gia Đông Dương, thì quan điểm của ông sao? Cái chuyện đó là có thể nói là cái tiếng chuông đầu tiên khi mà chúng ta nhận cái bản thảo hiệp định đó. Mà cái điều mà ý đại biết là cái bản thảo là bằng tiếng Việt. Thay vì một người Hoa Kỳ đưa cho đồng minh Việt Nam Cộng Hòa một bản thảo định đoạt, nghĩa là sự sống còn của đất nước mình mà bằng tiếng Việt do Bắc Việt đưa. Thì cái đó là đối... Cái đó là cái bản nó Bắc Việt soạn á. Bắc Việt soạn. Thì cái câu mở đầu rồi của cái đó, cái phần mở đầu đó là nói ba quốc gia Đông Dương. Chính tôi là cái người nói, thưa ông, tại sao là ba quốc gia Đông Dương? Hiệp định Geneva 54 nói có bốn quốc gia. Ồ, đây là cái lỗi lầm này, nó đánh mấy trật. Cái chữ số 3 không phải cái số 3, viết BA3. Quốc gia Đông Dương chỉ nói Việt Nam, Campuchia, Lào, Việt Nam là hai Việt Nam. Thành thử ra
Âu quê đó, ngay mình chọn ngay cái chỗ đó, đó là thấy cái mưu đồ của thằng Bắc Việt. Và ông Kissinger quá mừng là lúc đó, trước đó 2 tuần đó, Lê Đức Thọ đây cái bản thảo, chứ trước đó là chỉ nói về nguyên tắc đó, mấy năm trước đó, không bao giờ mà có một cái bản thảo hiệp định khác. Thì đó, thành ra ông Kissinger mừng quá, lật đật đem thứ mà tưởng là ép mình được. À, thì đó là cái gọi là cái nguồn gốc của cái điểm mà ba quốc gia Đông Dương đó. Ngay cái phần đầu là nó để, nó là lưu manh để coi như nó xóa bỏ cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi mà Việt Nam Cộng Hòa không chấp nhận ký, thì Hoa Kỳ bắt đầu đánh bom miền Bắc vào mùa Giáng sinh năm 1972. 11 và 12 ngày đánh bom Hà Nội. Thì sau đó Hà Nội chấp nhận có một cái thỏa thuận khác. Thì cái gì thay thế, những cái điểm khác biệt giữa cái bản nháp lúc mà ông Kissinger bị ông nói rằng no is no và cái bản sau này mà phía Việt Nam Cộng Hòa ký kết? Cái mà quan trọng nhất đó, mà như tôi nói đó, định đoạt cái sống còn của thể chế Cộng Hòa của miền Nam là cái cơ cấu chính quyền mà Hội đồng Hội họp Hội đồng Tập. Cái đó là, nghĩa là nói xin lỗi chứ, cái đó là đường máu đó. Nhất định không, là cái tại sao tôi nói là no is no, điểm đó. Thì cái hiệp định, nghĩa là sau cùng hai bên ký đó, thì mình nhận, mình được cái đó là phía đó là cái chữ cơ cấu chính quyền là gạt bỏ rồi. Rồi mấy cái điểm khác, ví dụ như cái sự hiện diện của quân đội Bắc Việt còn trong đó, thì nó có một cái điều khoản nói rằng sau khi đó hai bên nói về cái vấn đề là hồi hưu những người lính, thì mình cấp lãnh đạo của mình lúc đó ông tổng thống đó, thì nói rằng mình bây giờ mình có một cái căn bản, nếu mà Hoa Kỳ giữ theo lời hứa căn bản để tiếp tục nói chuyện với họ, nhưng mà những cái điểm tránh như được cái vụ ba quốc gia Đông Dương, cái vùng phi quân sự là ông Thiệu không có phải từ chức trước khi bầu cử, mấy cái điểm tránh đó, là như tôi nói là định đoạt cái sống còn của cái thể chế Cộng hòa Việt Nam đó, là mình được cái mà nguy hiểm nhất là cái cơ cấu đó. Thế người Mỹ cứ trong cái những cái viết nó ồ cái đó chỉ có một cái hội đồng vớ vẩn, ông Thiệu rồi sợ mất chức rồi cứ ôm đó dùng cái gọi là cái lý do đó để không chữ ký, ý cai hiểu cái mưu đồ của thằng cộng sản. Nếu mà mình mà chấp nhận cái đó, mình không có kỹ đấy, để trong cái hiệp định đó là một cái ký một cái xong đó nó ok, bây giờ lúc đó nó mới dùng cái đó nó cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, thì cái đó cái nguy của cái điểm đó đó. Bắc Việt thì đem quân vào Nam, ở miền Nam thì không đem quân ra Bắc, cho nên trận chiến đó là phía Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ cái lãnh thổ tự do của mình trước cái sự xâm lăng của quân miền Bắc. Như vậy trong các bản hiệp định Paris có một cái điều khoản nào quy định là quân Bắc Việt phải rút không? Trong cái năm tháng mà mình bàn cãi về cái vụ Việt Nam Cộng Hòa mình đó, những vương Bắc Việt phải về. Mà Mỹ đó, từ ông Johnson trở lại cứ nói là Ale, chúng tôi rút quân với điều kiện là quân Bắc Việt phải ra về trước, rồi tháng này qua tháng nọ Hoa Kỳ nhượng bộ dần dần, cho đến đó ban đầu nói Bắc Việt phải rút quân trước, xong rồi nói Bắc Việt rút quân chung với Hoa Kỳ, sau rồi nói Bắc Việt rút quân trong khuôn khổ một cái hiệp định, thì cái phía gọi là cái lập trường của Hoa Kỳ nó giải như thế này, nó thay đổi chứ không phải nó thay đổi như thế đó. Nhưng mà về phía Việt Nam Cộng Hòa mình nói chúng tôi cũng đồng ý là quân Bắc Việt phải rút về, trở về gọi là Bắc Việt. Thì khi mà cái gọi là cái bản cuối cùng mà mình phải, lúc đó mình phải lựa những cái điểm nào mà sống còn của mình với cái điểm nào mình có thể mình giải quyết được đó, sau khi hiệp định đó, thì mình mới nói chúng tôi không gọi là có thể nói là không đòi nặng nặc cái đó, là không phải là cái sự sống còn, mà chúng tôi sau khi cái hiệp định đó là cái thể chế chính trị tương lai đó bắt đầu giải quyết những cái quân xâm nhập, những quân Bắc Việt thì trở về, mình gọi là sinh quán đó. Nó là nó nói trở về trú quán, tôi nói không, ông sanh ngoài Bắc, ông vô trong đây ông chiếm đất tôi, ông ở đây ông kêu trú quán tôi không đồng ý, anh về sinh quán. Cái điểm đó là cái điểm tôi nêu ra rồi nè, Mỹ nó ức được cái điểm đó, tôi nói không, cái đó là mình để trong cái điều khoản của Bắc Việt, mình nói mình sau khi ký hiệp định mình sẽ giải quyết được cái đó. Thành thử ra mình cũng như là coi nhượng bộ về cái điểm đó, không có nghĩa là sống còn như là cái cơ cấu chính phủ đó. Thành ra cái gọi là trong cái vấn đề thương thuyết đó, mình nhắm cái nào mà thực tế, rồi cái nào mình nói à cái này mình có thể giải quyết được đó.
khi mà phía ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà chấp nhận là cái việc rút quân của quân Bắc Việt không còn là cái sinh tử nữa mà có thể giải quyết sau đó, thì ông Thiệu và cá nhân ông Nhã có thấy rằng mình tiềm ẩn một mối nguy gan ruột bởi vì quân Bắc Việt vẫn còn ở trong lãnh thổ miền Nam? Đúng là một cái mối nguy chứ, mình cũng biết chứ. Nhưng mình nói như tôi nói là một cái mối nguy mình có thể giải quyết được. Là tại vì lúc đó là Hoa Kỳ hứa long trọng, nghĩa là chúng tôi tiếp tục ủng hộ cái cuộc chiến đấu của mấy ông, thay đổi một cái súng mất bằng một cái súng mới chẳng hạn, thì không có phải gọi là nghĩa là ồ ạt viện trợ quân sự như những năm trước. Nhưng mà vì cái tình trạng trong quốc hội của chúng tôi đồng ý là mấy ông mất một chiếc súng, tôi đưa một cái súng mới, mất một clip đạn rồi tôi đưa cái mới, thì nếu mình nghĩ rằng lúc đó đó là mình có đủ phương tiện vũ khí đạn dược để tiếp tục chiến đấu. Đó, thì cũng như mình đã chiến đấu từ bao lâu nay, quân đội Bắc Việt nó ở tỉnh này, ở tỉnh nọ, thì đó là vì vậy tôi mới nói mình nhận thức được cái nguy. Nhưng mà mình biết rằng nếu nguy là sao? Nguy là nếu mình không làm gì thì nó ở đó, nhưng mình biết là sau đây là mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó, cái thể chế mà chính trị, mà cái thể chế chính trị tương lai mình rất tin tưởng là mình sẽ thắng. Là tại vì bao nhiêu Bắc Việt mình hồi chánh về cho có người dân miền Nam này đi ra ngoài Bắc đó. Đó, thành ra mình rất tự tin nơi cái việc là nhân dân miền Nam mình ủng hộ cái thể chế Cộng Hòa mà lúc ở trong cái cuộc bầu cử thì sẽ là chấp nhận đó. Quý độc giả vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề nếu Trump đắc cử, tình hình Ukraine sẽ không thuận lợi cho chính phủ Kiev. Và quý vị cũng nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cũng từng là Tổng trưởng Dân vận Chưa hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thưa quý độc giả, ngày Chủ nhật 30 tháng 6 sắp tới đây, ngay tại nhà sách Tự Lực sẽ có buổi ra mắt hai tác phẩm của Khánh Trường, gồm Thơ Khánh Trường và Khánh Trường Oil Paintings. Nhà xuất bản Mở Nguồn, Việt Báo và nhà sách Tự Lực trân trọng kính mời quý văn thi họa sĩ và quý độc giả đến tham dự buổi sinh hoạt này vào lúc 2 giờ chiều. Những ai đã từng quan tâm đến sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật hải ngoại hẳn không xa lạ với tên tuổi Khánh Trường, một nghệ sĩ đa tài được giới văn nghệ sĩ và độc giả yêu mến. Khánh Trường họ Nguyễn, cựu sĩ quan nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sinh năm 1948, sang Hoa Kỳ năm 1986. Khánh Trường làm báo, vẽ, viết văn, làm thơ, làm chủ nhiệm sáng tạo và chủ biên tập san văn học nghệ thuật Hợp Lưu trong suốt 12 năm trời. Khánh Trường đã cặm cụi với chữ nghĩa, phụ trách nội dung, in và phát hành 66 số báo với trên 16.500 trang, xuất bản trên dưới 25 tác phẩm và vẽ 400 bức tranh. Chương trình buổi ra mắt tác phẩm Thơ Khánh Trường và Khánh Trường Oil Paintings gồm có nhà báo Phan Tấn Hải giới thiệu Khánh Trường và tác phẩm của Khánh Trường. Sau đó là phần phát biểu của nhà thơ Đỗ Quý Toàn, của họa sĩ An Phong, của Isa Lê thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ và La. Sau 3 giờ chiều thì họa sĩ Khánh Trường sẽ ký sách, uống trà hàn huyên với độc giả, các văn nghệ sĩ và thân hữu. Buổi ra mắt hai tác phẩm của Khánh Trường gồm Thơ Khánh Trường và Khánh Trường Oil Paintings sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 30 tháng 6 sắp tới tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brooklyn Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Quý độc giả muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi số điện thoại 1888-204-7749, 1888-204-7749, nhà xuất bản Mở Nguồn, Việt Báo và nhà sách Tự Lực trân trọng kính mời. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu quý vị độc giả tác phẩm Luật Tâm Thức của tác giả Ngô Sa Thạch. Trong phần giới thiệu tác phẩm Luật Tâm Thức, tác giả Ngô Sa Thạch viết rằng con người của thế kỷ chỉ biết đến khoa học, công nghệ, vật chất mà không chú trọng đến sự phát triển tâm linh và quên đi cội nguồn của mình. Nhưng thật may, các câu hỏi Thượng Đế là ai? Tôi sinh ra từ đâu? Chết sẽ đi về đâu? Ngày càng được nhiều người nêu ra trong sự hỗn loạn của thế giới ngày nay. Theo tác giả,
cuốn Luật Tâm Thức sẽ giúp người đọc có một cái nhìn hoàn toàn khác với những kiến thức, quan điểm, niềm tin mà trước đây chúng ta từng cho là chân lý. Tác phẩm Luật Tâm Thức của tác giả Ngô Sa Thạch hiện được bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ 14318 Rockhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-676-8310 và 1888-204-7749. Đọc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang web www.tự lực.com. Kính thưa quý độc giả, nhân dịp Father's Day, nhà sách Tự Lực đại hạ giá từ 5% đến 70% hầu hết các loại sách lịch sử, văn học, thơ văn, nghệ thuật nấu ăn, tử vi, phong thủy, âm nhạc và nhiều loại sách khác nữa. Nhà sách Tự Lực địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com.